Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, việc xử lý tiêu thụ tro xỉ nhiệt điện làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, để lượng tro xỉ được xử lý một cách triệt để vẫn cần sự tích cực hơn nữa từ các doanh nghiệp. Theo Bộ Công Thương, hiện cả nước có 30 nhà máy nhiệt điện than đang vận hành với tổng công suất khoảng 23.944 MW. Tính đến hết năm 2021, tổng lượng tro xỉ phát thải từ các nhà máy nhiệt điện trên cả nước vào khoảng 13-14 triệu tấn một năm. Triển khai quyết định số 452 QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng, tính đến hết năm 2021, 100% nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón đang hoạt động đã có đề án xử lý, tiêu thụ tro xỉ được phê duyệt. Việc xử lý tiêu thụ tro xỉ thạch cao của các đơn vị có xu hướng gia tăng theo thời gian, năm sau cao hơn năm trước và đáp ứng được yêu cầu theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tro xỉ được sử dụng nhiều nhất trong lĩnh vực san lấp, làm phụ gia khoáng cho xi măng, sau đó là phụ gia cho công trình thủy lợi, giao thông, công trình xây dựng dân dụng. Ngoài ra, tro xỉ cũng được dùng để thay thế một phần nguyên liệu sản xuất gạch không nung, góp phần bảo vệ môi trường. Trong những năm qua thì thực hiện cái đề án 452 của Thủ tướng về việc xử lý tro xỉ các nhà máy nhiệt điện, phân bón hóa chất để mà tái chế tái sử dụng thì Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp về xây dựng cũng đã sử dụng rất là nhiều các loại sản phẩm tro xỉ này để đưa vào sản xuất trong lĩnh vực xi măng, trong sản xuất gạch không nung và một số lĩnh vực khác, rồi trong cả vật liệu san lấp. Việc mà xử lý sử dụng các cái loại tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện để dùng trong cái lĩnh vực sản xuất xi măng rồi là lĩnh vực một số lĩnh vực xây dựng khác thì cũng đã được áp dụng rất là nhiều. Và hiện nay thì cái cơ chế chính sách thì về các cái cơ chế chính sách về mặt định mức kinh tế kỹ thuật rồi về quy chuẩn tiêu chuẩn thì Bộ Xây dựng đã ban hành được trên 30 các tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật rồi định mức kinh tế kỹ thuật để sử dụng cái việc này, cho nên là đến thời điểm này thực hiện không có gì là vướng. Để đạt được kết quả nêu trên, về phía quản lý nhà nước đã có sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành chức năng trong việc xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các chính sách liên quan nhằm thuận lợi hóa việc tái chế, tái sử dụng tro xỉ thạch cao cho nhiều mục đích khác nhau. Hiện Bộ Xây dựng cũng đã giao Viện Vật liệu Xây dựng hoàn thiện tiêu chuẩn quốc gia về xỉ phốt pho cho sản xuất xi măng và bê tông, đồng thời yêu cầu các nhà máy xi măng, các trạm nghiền xi măng nghiên cứu sử dụng tro xỉ thạch cao làm nguyên liệu, phụ gia trong quá trình sản xuất. Việc sử dụng xỉ lò cao vào trong ngành sản xuất xi măng thì xỉ lò cao là một cái sản phẩm phụ của ngành luyện gang. Do đó mà khi đưa xỉ lò cao vào trong sản xuất xi măng thì cũng là tiêu thụ, góp phần tiêu thụ vào cái chất thải trong quá trình sản xuất công nghiệp. Thứ hai nữa là xỉ lò cao lại là một cái phụ gia có hoạt tính rất là cao trong xi măng. Do đó mà khi đưa xỉ lò cao vào trong sản xuất xi măng thì giảm được hàm lượng clenke tương đối lớn. Để đẩy mạnh việc xử lý sử dụng tro xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, Bộ Công Thương đã có quyết định số 1818 QĐ-BCT ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 08 CTTTG ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh xử lý sử dụng tro xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng. Theo đó, Bộ Công Thương được giao chủ trì tổ chức kiểm tra việc thực hiện đề án xử lý tro xỉ thạch cao do các cơ sở phát thải lập và phê duyệt, đảm bảo yêu cầu lượng thải chứa trong bãi không vượt quá 2 năm sản xuất theo công suất thiết kế, yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhiệt điện đốt than trong quá trình lập dự án đầu tư phải lựa chọn thiết bị công nghệ và nhiên liệu theo hướng tiết kiệm nhiên liệu, tro xỉ thải ra đảm bảo tiêu chuẩn làm vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, để việc ứng dụng tro xỉ vào sản xuất vật liệu xây dựng được hiệu quả, các cơ quan hữu quan cần thấy được tầm quan trọng về bảo vệ môi trường để có những giải pháp đồng bộ, hỗ trợ đầu ra đối với các sản phẩm từ tro xỉ. Các nhà máy nhiệt điện, phân bón, hóa chất cùng bắt tay hợp tác, giao lại một phần diện tích đất chôn lấp tro xỉ cho doanh nghiệp xử lý, đồng thời trả chi phí xử lý tro xỉ cho doanh nghiệp. Và cũng cần có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp vay vốn và miễn lãi suất cho các dự án để cùng xử lý triệt để nguồn thải tro xỉ, góp phần vào công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển nền công nghiệp xanh, bền vững.